Thưa quý vị, sau một ngày gián đoạn do làn sóng phản đối và chấm điểm một sao trên các bảng xếp hạng, thì ứng dụng theo dõi chất lượng không khí Eviso đã xuất hiện trở lại trên các nền tảng iOS và Android tại Việt Nam. Ở lần xuất hiện này, thì Eviso thể hiện nguồn cung cấp dữ liệu về chất lượng không khí tại Hà Nội, bao gồm máy đo tại Đại sứ quán của Mỹ, Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội và từ tổ chức Grand ID, thay vì chỉ có một nguồn như hai ngày trước đây trên fanpage của đơn vị này cũng xuất hiện trở lại trên Facebook và trong một thông báo mới nhất trên cả Facebook và website thì Airvisual kêu gọi mọi người cần phải giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thay vì sợ hãi và tấn công cộng đồng của Airvisual. Đồng thời thì đơn vị này giải thích việc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top những thành phố ô nhiễm chỉ là nhất thời và ngay cả London hay là San Francisco cũng từng ở vị trí này vào năm ngoái.